Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng theo dõi điểm tin tài chính, nơi cập nhật các thông tin tài chính nóng trong thời gian vừa qua. Mời quý vị cùng cập nhật các tin tức về tài chính đã diễn ra trong tuần vừa qua. Kính thưa quý vị, chiều ngày mùng 4 tháng 10 vừa qua, đại diện phía Việt Nam, ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính đã có buổi gặp gỡ với ông Robert Caprod, Phó trợ lý Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ và đoàn công tác nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực tài chính. Tại buổi đón tiếp, Thứ trưởng Võ Thành Hưng đã chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong 3 quý đầu năm 2024. Dù có nhiều điểm tích cực, tuy nhiên, sự đổ bộ của cơn bão Gia ghi đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cả về người và tài sản, cũng như cơ sở hạ tầng tại nhiều tỉnh miền Bắc. Song, thông qua đoàn công tác, Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng gửi lời cảm ơn đến chính phủ Hoa Kỳ đã viện trợ 1 triệu đô la Mỹ cho Việt Nam nhằm hỗ trợ thiệt hại do cơn bão gây ra. Tại buổi gặp gỡ, phía Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng bày tỏ mong muốn tăng cường đối thoại trực tiếp để hiểu rõ hơn về tình hình phát triển và kỳ vọng hợp tác của cả hai bên, nhằm mở rộng hợp tác không chỉ ở cấp độ song phương mà còn ở cấp độ đa phương và giữa các cơ quan quản lý. Thưa quý vị, thanh tra tài chính có vai trò cốt lõi trong việc bảo vệ tài sản và nguồn lực của tổ chức, doanh nghiệp và nhà nước bằng cách phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính trong thời gian vừa qua các cơ quan thanh tra tài chính đã thực hiện hàng trăm cuộc thanh tra trên quy mô toàn quốc qua đó nhiều trường hợp vi phạm đã được phát hiện và xử lý kịp thời ghi nhận nhiều kết quả tích cực và hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo bộ tài chính và chính phủ báo cáo về công tác thanh tra ông trần huy trường tránh thanh tra bộ tài chính cho biết toàn ngành tài chính đã thực hiện đầy đủ quy chế giám sát hoạt động đoàn thanh tra tổ chức giám sát đoàn thanh tra hoạt động đúng quy định thắt chặt kỷ luật kỷ cương và tăng cường công tác kiểm tra nội bộ minh bạch, rõ ràng với 1.576 cuộc kiểm tra nội bộ trong 9 tháng đầu năm. Qua đó đã kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong công tác thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức và người lao động toàn ngành. Vừa qua, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã phát hiện một công ty dược phẩm có hành vi trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế bằng cách sử dụng hai hệ thống sổ sách che giấu doanh thu vụ việc không chỉ làm thất thoát ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng đến sự công bằng trong môi trường kinh doanh. Tối ngày 3 tháng 10 vừa qua, công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định kế toán tại công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Công nghệ Cao NAC gây hậu quả nghiêm trọng. Qua thanh tra, các cán bộ thuế đã phát hiện công ty đã không kê khai đúng mức doanh thu thực tế, dẫn đến việc giảm nghĩa vụ thuế phải nộp. Quá trình kiểm tra tăng vật cho thấy công ty đã sử dụng nhiều chiêu trò để che giấu doanh thu hàng trăm tỷ đồng, bao gồm việc sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán và ghi nhận chi phí không có thực. Qua vụ việc này thì cơ quan thuế một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kê khai thuế đầy đủ và chính xác, đồng thời cảnh báo về những hậu quả pháp lý nghiêm trọng đối với hành vi trốn thuế. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm góp phần bảo vệ quyền lợi ích của nhà nước và tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch. Kính thưa quý vị, nghi ngờ sản phẩm nước hoa không rõ nguồn gốc được giao bán trên TikTok với giá mềm, Cục Nghiệp vụ Quản lý Thị trường cùng với Tổ thương mại điện tử đã chính thức vào cuộc điều tra và làm rõ. Cụ thể, sáng ngày 3 tháng 10 vừa qua, đoàn kiểm tra đã tiến hành ra soát kho mỹ phẩm của TikToker Phan Thủy Tiên, nơi thực hiện các hoạt động giao bán và chốt đơn các sản phẩm nước hoa, son và bàn chải điện thông qua hình thức live stream, chủ yếu trên tài khoản TikTok hơn 4 triệu follow. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hai bao tải lớn chứa hàng trăm đơn hàng đã được đóng gói hoàn chỉnh, cùng hàng chục thùng các tông chứa hơn 10.000 chai nước hoa từ các thương hiệu phổ biến, nghi là hàng nhập lậu. Theo thông tin ghi nhận, đại diện doanh nghiệp chưa cung cấp được hóa đơn cũng như chứng từ chứng minh nguồn gốc của lô hàng nước hoa này. Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong và tịch thu toàn bộ hàng hóa không rõ nguồn gốc để tiếp tục xác minh và làm rõ sự việc. Thưa quý vị, tại sân bay quốc tế nội bài, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và bắt giữ một nam thanh niên khi đang vận chuyển 3 kg vàng, có giá trị ước tính lên đến 6 tỷ đồng. Cụ thể, khoảng 9 giờ ngày 4 tháng 10, trong quá trình kiểm tra hành lý, lực lượng chức năng đã phát hiện một hành khách người Hồng Kông có dấu hiệu nghi vấn, dấu kim loại trong người. Sau quá trình kiểm tra, tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài phát hiện bên trong giày và vùng kín của đối tượng có chứa lượng lớn vàng ước tính khoảng 3 kg, tổng giá trị lên tới 6 tỷ đồng. Năm thanh niên này ban đầu đã không cung cấp được giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc của số vàng nói trên. Tại cơ quan hải quan, nam thanh niên người Hồng Kông khai nhận đã cố tình che giấu 3 miếng vàng 4 số 9 trong quá trình nhập cảnh từ Hồng Kông đến nội bài. Hiện vụ việc đã được tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài bàn giao đối tượng vận chuyển hồ sơ và tăng vật cho công an thành phố Hà Nội để tiến hành điều tra và tiếp tục làm rõ.